Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển. Mời quý vị cùng cập nhật những thông tin thời sự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày 27 tháng 10, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2022 tại thành phố Bà Rịa. Xây dựng chợ Xuyên Mộc mới thành một điểm đến cho du khách. Huyện Châu Đức yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính. Thông tin tại thành phố Bà Rịa sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2022 tại thành phố Bà Rịa. Đầu năm 2022, thành phố Bà Rịa còn 696 hộ nghèo, chiếm 2,31% tổng số hộ dân trên địa bàn. Thực hiện các chính sách giảm nghèo, thành phố đã cấp mới và gia hạn hơn 2.500 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng, giải ngân hơn 9,2 tỷ đồng cho 204 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo về vốn phát triển sản xuất. Thành phố Bà Rịa đã xây dựng 6 căn, sửa chữa 15 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 720 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương còn huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Giám sát việc triển khai các chính sách giảm nghèo, đoàn công tác ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị thành phố Bà Rịa xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, tiếp tục hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa cũng thành lập đoàn kiểm tra thực tế 18 mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn, như mô hình hỗ trợ vốn cho các hộ buôn bán nhỏ, trao vật tư nông nghiệp, phương tiện sản xuất, con giống. Qua kiểm tra cho thấy, các nguồn hỗ trợ đã được hộ nghèo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Các mô hình không chỉ đem lại giá trị về kinh tế, giúp cho hộ nghèo, hộ khó khăn tăng thu nhập, mà còn tận dụng tối đa nguồn lực tại chỗ, giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đây cũng là những kinh nghiệm để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các xã phường tiếp tục thực hiện các mô hình giảm nghèo trong năm 2023. Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị số 05 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa về triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã quán triệt triển khai nội dung chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch của Công an thành phố mở đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Dịp này, Công an thành phố Bà Rịa cũng triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở. Hơn 90 cán bộ nhân viên các ban ngành đoàn thể của phường Long Hương, thành phố Bà Rịa đã tham gia hội nghị thông tin thời sự quý tư năm 2022. Tại hội nghị, báo cáo viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực và những biến động làm ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ nhân viên của phường Long Hương nắm bắt kịp thời thông tin thời sự trong nước và quốc tế, cũng như chủ trương, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó tham mưu đóng góp ý kiến vào quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền vừa tổ chức hội nghị tập huấn đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng ứng dụng VNEID cho gần 500 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, các trường trung học phổ thông, doanh nghiệp và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Cán bộ công chức viên chức huyện Long Điền
được Công an huyện thông tin về lợi ích của tài khoản định danh điện tử, cách đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 bằng ứng dụng VNEID, cách làm biểu mẫu thống kê và báo cáo công dân đã đăng ký tài khoản định danh điện tử. Sau hội nghị, các đại biểu có nhiệm vụ triển khai hướng dẫn đến cán bộ công chức viên chức, hội viên, giáo viên, học sinh của cơ quan, đơn vị địa phương, trường học trên địa bàn. Thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng có trách nhiệm đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, hướng dẫn người dân thực hiện các bước đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng ứng dụng VNEID. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2022. Huyện Long Điền hiện có 7 ban giám sát đầu tư cộng đồng ở 7 xã thị trấn với 57 thành viên. Từ đầu năm 2022 đến nay, các ban đã giám sát 19 công trình. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện một số hạn chế trong quá trình triển khai thi công dự án, từ đó yêu cầu nhà đầu tư khắc phục, góp phần đảm bảo chất lượng và hiệu quả các công trình. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng tại huyện Long Điền, tại hội nghị chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, thành viên các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã đề xuất các cơ quan đơn vị cần có văn bản thông báo cho Mặt trận Tổ quốc và ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã thị trấn về các công trình dự án được thi công, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cho các thành viên của ban hoặc tổ chức học tập kinh nghiệm từ các ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Các đại biểu cũng đề nghị thành viên ban giám sát phải nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận và những thông tin phản ánh của người dân để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giám sát một cách cụ thể chi tiết. Huyện Đất Đỏ là địa phương tiếp theo được ghi nhận. Thưa quý vị, đoàn công tác huyện ủy Đất Đỏ vừa làm việc với đảng ủy thị trấn Đất Đỏ về triển khai nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Theo báo cáo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đảng ủy thị trấn Đất Đỏ đã ban hành các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được địa phương chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ đã kết nạp 34 đảng viên, đăng ký xây dựng 77 mô hình, 15 điển hình dân vận khéo. Tỷ lệ đảng viên tham gia phong trào tình nguyện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đạt 90%. Hàng năm, qua đánh giá phân loại có 100% chi bộ và hơn 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy thị trấn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong phát triển kinh tế xã hội, thị trấn có 30 trên 34 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Làm việc với đoàn công tác huyện ủy Đất Đỏ, Đảng ủy thị trấn kiến nghị huyện cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, cải tạo nâng cấp chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu trung tâm trục quốc lộ 55 đoạn qua thị trấn Đất Đỏ, triển khai đấu giá các khu đất nhỏ lẻ trong khu dân cư để tạo nguồn lực phát triển. Đảng ủy xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ đã công bố quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp 1. Đây là chi bộ doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên địa bàn xã. Chi bộ được thành lập với 3 đảng viên. Việc thành lập chi bộ này nhằm nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin tại huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, trước thực trạng bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc quá tải, ứ động rác gây ô nhiễm môi trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa làm việc với công ty cổ phần cao su Hòa Bình để rà soát, lựa chọn vị trí tập kết tạm rác thải sinh hoạt mới thay thế bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt tại xã Phước Tân. Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đề nghị công ty cổ phần cao su Hòa Bình kiến nghị tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam giao lại cho địa phương hơn 1,3 hectare do công ty quản lý để đầu tư xây dựng mới bãi trung chuyển rác sinh hoạt tại địa phương, thay thế bãi trung chuyển rác tại xã Phước Tân hiện đã quá tải ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo công ty cổ phần cao su Hòa Bình thống nhất chủ trương triển khai đầu tư xây dựng bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt mới. Công ty đề nghị địa phương khảo sát chọn địa điểm đảm bảo tính pháp lý và khoa học, tạo thuận tiện cho việc kinh doanh sản xuất của đơn vị. Thực hiện chương trình công tác đoàn đội trường học năm học 2022-2023, huyện đoàn Xuyên Mộc phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đội. 200 học viên là tổng phụ trách đội, ban chỉ huy liên đội của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã tham gia lớp tập huấn công tác đội. Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức về sinh hoạt sau nhi đồng, kỹ năng tổ chức trò chơi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đội,
7 kỹ năng người đội viên và 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Thưa quý vị, sau hơn 30 năm đi vào hoạt động, chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc, còn gọi là chợ Bà Tô tại thị trấn Phước Bửu đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện. Do đó, huyện Xuyên Mộc có chủ trương di dời và xây dựng chợ ở vị trí mới với quy mô lớn và công năng hiện đại hơn nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, vừa tạo ra điểm đến cho du khách. Chủ trương này được người dân đặt nhiều kỳ vọng. Chợ Bà Tô, còn gọi là chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1989 với diện tích hơn 1 hectare, nằm ở khu vực trung tâm thị trấn Phước Bửu, nhằm phục vụ chủ yếu cho 3.000 dân cư thị trấn. Sau 30 năm hoạt động, chợ Bà Tô chưa một lần được sửa chữa hoặc bảo dưỡng. Nhiều hạng mục của chợ vừa thiếu vừa chưa đáp ứng yêu cầu của tiểu thương. Hiện tại dân số của thị trấn Phước Bửu đã tăng gấp gần 5 lần so với trước, trong khi chợ tiếp giáp quốc lộ 55, nên vào thời điểm đông khách, hoạt động mua sắm tại đây luôn trong tình trạng quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Do đó, tiểu thương và người dân huyện Xuyên Mộc rất mong chờ huyện sẽ đầu tư xây dựng chợ mới phù hợp hiện đại hơn. Chợ thị trấn của mình á, thì nói nếu mà nói bây giờ rất là trầm trọng xuống cấp thì không nói, nhưng mà cái mức mà cái lượng mà khách á vô chợ rất là vắng vẻ. Thì bây giờ nếu như quá cái chợ mới thì dưới chợ người ta cũng đồng ý. Tôi cũng có một cái yêu cầu là chợ này thì nó quá ngập nước, mà cái khu chợ ở đây mới đây thì cái khu này cũng là rất là thấp đó, cho nên thành thử là cái nhu cầu đây tôi cũng chỉ là muốn góp ý là xây dựng như thế nào là nâng cấp chợ cho nó cao, tại vì để sử dụng thêm mấy mươi năm nữa. Yêu cầu làm sao mà có cái bãi đậu xe, cái là tương đối, làm sao mà cho xe du lịch, khách du lịch ở đâu ta xa tới, phải tạo điều kiện cho người ta có nơi người ta dựng xe để ta đi vô chợ tham quan, ta mua sắm. Trước nhu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng của người dân, tiểu thương, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh di dời và xây dựng mới chợ trung tâm huyện. Chủ trương này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, giao cho huyện Xuyên Mộc phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát và lập phương án đầu tư bằng tiền ngân sách tỉnh. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất có diện tích gần 10 hectare trên đường vào xã Xuyên Mộc. Giai đoạn 2 của dự án là đầu tư hạng mục chợ đang được xúc tiến triển khai trong năm 2023. Chợ mới được thiết kế hiện đại với hơn 1.000 ô sạp kinh doanh, bao gồm nhà chợ chính, nhà lòng phụ, bãi buôn bán tự do, nhà vệ sinh, khu thu gom rác, xử lý nước thải, khu nhà ở liên kế, ban quản lý chợ, sân bãi, cây xanh, thảm cỏ và hạ tầng kỹ thuật. Bãi đậu xe quy mô lớn trước chợ, thuận tiện cho người dân du khách đến tham quan mua sắm hoặc làm nơi tổ chức các hoạt động triển lãm và chợ hoa. Chợ này là một cái chợ trung tâm kiểu mẫu của huyện. Đề nghị cái ban tư vấn thiết kế là phải thiết kế các cái công trình vệ sinh, thoát nước, cấp nước, rác thải, chống ngập úng theo tiêu chuẩn mới bây giờ. Và khu vực chợ đêm là phải xác định không phải là người ở Xuân Mộc này sử dụng chợ đêm, mà là phải khách du lịch, mà không phải khách du lịch trong nước, khách du lịch quốc tế. Trong thời gian tới là đầu tư sớm nhất vào năm 2023 và đưa công trình sử dụng vào năm 2025. Mới đây, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án nhà lòng chợ trung tâm huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với chủ trương xây dựng chợ mới nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán văn minh hiện đại của người dân. Đồng thời, công trình còn là điểm nhấn về mặt kiến trúc quy hoạch của huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng năm 2022 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong 10 tháng năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã triển khai thực hiện 51 trên 51 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 100% kế hoạch năm. Huyện đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính, trong đó đề ra cụ thể các nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 5.200 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Trong đó, hồ sơ đã giải quyết gần 5.100 hồ sơ đang giải quyết 144 hồ sơ. Trong số hơn 1.300 lượt đánh giá của người dân về công tác cải cách hành chính, có hơn 1.000 ý kiến hài lòng, đạt tỷ lệ gần 98%. Số ý kiến không hài lòng chiếm tỷ lệ 2,16%.
Tại hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn trong thực hiện công tác cải cách hành chính như việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm tại một số xã còn chậm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, thực thi trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu các đơn vị địa phương nhanh chóng khắc phục những tồn tại yếu kém, thay đổi phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho đến nhân viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để tạo chuyển biến mới mang tính đột phá trong thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần giúp huyện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Điểm đến cuối cùng của chương trình Hòa nhập phát triển hôm nay là thị xã Phú Mỹ. Ngày 26 tháng 10, Công an thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 9 tháng năm 2022. Theo báo cáo của Công an thị xã, 9 tháng năm 2022, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 105 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ 95 vụ, tỷ lệ điều tra phá án đạt gần 90,5%. Về trật tự an toàn giao thông, thị xã xảy ra 54 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 48 người chết, 20 người bị thương, hư hỏng 68 xe. Ngoài ra, Công an thị xã Phú Mỹ đã cấp 29.197 thẻ căn cước công dân. Công an thị xã Phú Mỹ tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã triển khai mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình thông qua ứng dụng Zalo, đưa vào hoạt động mô hình tổ công nhân vì môi trường xanh tự quản về an ninh trật tự, đồng thời củng cố nhân rộng mô hình nhà trọ Giang Minh trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2022, đại diện các đội nghiệp vụ Công an thị xã Phú Mỹ và Công an các xã phường đã trao đổi thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thảo luận về các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là đề án 06 trên địa bàn, và kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và các nhiệm vụ tại đề án 06. Kế hoạch 60 ngày đêm thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thị xã. Công an thị xã đặt mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho 18.063 công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, cấp tài khoản định danh điện tử với mục tiêu 131.615 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công, đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với các dịch vụ công thiết yếu thuộc đề án 06 của Chính phủ qua dịch vụ công trực tuyến. Tại hội nghị, các thành viên tổ công tác thị xã và các xã phường đã ký cam kết hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong hai đợt cao điểm. Chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.